Truyện cổ tích Chim Sơn Ca và Hoa Hồng, tác giả Oscar Wilde, người đọc Trân Châu. Nàng nói rằng nàng muốn khiêu vũ với mình nếu mình mang đến cho nàng một đóa hoa hồng đỏ. Cha sinh viên khóc, nhưng trong vườn của mình không có hoa hồng đỏ. Từ tổ của mình trên cây sồi xanh, Chim Sơn Ca nghe chàng nói và nàng nhìn xuyên tán lá rồi ngạc nhiên, không có hoa hồng đỏ trong vườn của mình. Chàng khóc và đôi mắt đẹp của chàng đẫm lệ vàng dùa. À, hạnh phúc lại tùy thuộc vào một điều nhỏ nhoi như thế sao? Mình đã đọc mọi điều mà các nhà thông thái viết ra và mọi bí mật của triết lý là của mình, mà vẫn có một đóa hoa hồng đỏ lại làm mình khốn khổ đến thế. Cuối cùng cũng có một tình lang thật sự. Chim Sơn Ca nói, hết đêm này đến đêm khác, mình hát cho chàng, dù mình không biết chàng. Hết đêm này sang đêm khác, mình kể chuyện của chàng với các vì sao. Và bây giờ mình đã nhìn thấy chàng, tóc chàng màu sẫm như hoa dạ lan hương nở rộ, và môi chàng đỏ thắm như hoa hồng mà chàng khao khát. Nhưng niềm say đắm khiến gương mặt chàng giống như ngà voi nhạt, và nỗi buồn đã in dấu ấn trên đôi mặt của chàng. Hoàng tử mở một vũ hội vào đêm mai, chàng sinh viên trẻ thì thầm, và tình yêu của mình sẽ đến đó. Nếu mình mang cho nàng một đóa hoa hồng đỏ, thì nàng sẽ khiêu vũ với mình cho đến hừng đông. Nếu mình mang cho nàng một đóa hoa hồng đỏ, mình sẽ ôm nàng trong vòng tay và nàng sẽ tựa mái đầu lên vai mình. Bàn tay nàng sẽ siết chặt tay mình, nhưng lại không có hoa hồng đỏ trong vườn của mình, cho nên mình sẽ ngồi một mình, còn nàng chỉ đi ngang qua mình. Nàng sẽ không cầm tay mình và tim mình sẽ dở nát. Đây thực sự là một tình lang chân thành. Chim Sơn Ca nói, mình hót gì đây về niềm đau của chàng là niềm vui của mình, còn với chàng là nỗi đau. Chắc chắn tình yêu là một điều diệu kỳ, tình yêu còn quý giá hơn ngọc lục bảo và thân thiết hơn hoàng ngọc, ngọc trai và thạch luân ngọc. Không thể mua tình yêu vì nó đâu có được bán ngoài chợ, không thể mua ở chỗ các lái buôn, không thể cân đông đo đếm như vàng. Các nhạc sĩ có thể ngồi trong dàn nhạc, chàng sinh viên trẻ nói, và chơi trên những nhạc cụ dây, và tình yêu của mình sẽ khiêu vũ với âm thanh của hạt cầm và dĩ cầm. Nàng sẽ khiêu vũ thật thanh thoát, khiến bước chân nàng không chạm mặt đất, và bọn nịnh thần trong trang phục vui tươi sẽ dây quanh nàng. Nhưng với mình thì nàng không đói hoài, vì mình không có hoa hồng đỏ cho nàng. Và chàng gục xuống bãi cỏ, dùi mặt trong hai bàn tay rồi khóc nức nở. Sao chàng lại khóc? Chú thạch sùng nhỏ xanh lục hỏi, khi chú bò ngang qua chàng, vểnh đuôi lên trời. Sao vậy? Một con bướm nói, lượn quanh một tia nắng. Sao vậy? Một đóa thủy cúc thì thầm với láng giềng, với một giọng dịu dàng chậm rãi. Chàng khóc vì một đóa hoa hồng đỏ. Chim Sơn Ca nói, vì một đóa hoa hồng đỏ. Chúng kêu lên, thật lố bịch làm sao? Và chú thạch sùng nhỏ có cái cười thật nhạo báng. Nhưng Chim Sơn Ca hiểu bí mật của nỗi buồn chàng sinh viên, và nàng im lặng trên cây sồi và nghĩ về bí mật của tình yêu. Thình lình nàng sải đôi cánh màu nâu để bay lên và vút lên không. Nàng bay xuyên qua lùm cây như một cái bóng, và cũng như một cái bóng, nàng lướt qua khu vườn. Ở giữa bãi cỏ có một cây hoa hồng xinh đẹp đang đứng, và khi nàng thấy thì lượn trên đó và đậu lên một cành nhỏ. Hãy cho mình một bông hồng đỏ, nàng kêu lên, và mình sẽ hát cho bạn nghe những bài hát ngọt ngào nhất. Nhưng cây hoa hồng lắc đầu, hoa hồng của tôi màu trắng. Cây trả lời, trắng như bọt biển và trắng hơn tuyết trên núi. Nhưng hãy đến chỗ anh tôi, mọc gần đồng hồ mặt trời già, có lẽ anh ấy sẽ cho bạn thứ mà bạn muốn. Thế nên Chim Sơn Ca bay đến cây hoa hồng mọc quanh đồng hồ mặt trời già.
Hãy cho tôi một hoa hồng đó, nàng kêu lên, và tôi sẽ hát cho anh nghe những bài ca ngọt ngào nhất. Nhưng cây lắc đầu, hoa hồng của tôi màu vàng. Cây trả lời, hoa vàng như tóc các tiên cá trên ngai bằng hổ phách, và vàng hơn hoa thủy tiên nở rộ trên đồng cỏ trước khi thợ gặt đến với những chiếc phổ cắt cỏ. Nhưng hãy đến chỗ anh tôi mọc ở cửa sổ của chàng sinh viên, và có thể anh ấy sẽ cho cô điều mà cô muốn. Thế là chim sơn ca bay đến cây hoa hồng mọc dưới cửa sổ của chàng sinh viên. Hãy cho tôi một hoa hồng đỏ, nàng kêu lên, và tôi sẽ hát tặng anh những bài ca ngọt ngào nhất. Nhưng cây lắc đầu, hoa hồng của tôi màu đỏ. Cây trả lời, đỏ như chân chim bồ câu, và đỏ hơn chiếc quạt lớn bằng san hô ve vẫy trong hang động dưới đáy đại dương. Nhưng mùa đông đã làm nhục huyết quản của tôi, và sương giá đã ngắt hết nụ của tôi, và giông bão đã bẻ gãy cành của tôi. Tôi không có hoa hồng trong năm nay. Chỉ một hoa hồng, đó là điều tôi muốn. Chim sơn ca kêu lên, chỉ một hoa hồng đó, lẽ nào không còn cách nào để có một đóa hoa? Có một nơi, cái cây trả lời, nhưng rất kinh khủng nên tôi không thể nói với cô. Hãy nói với tôi đi, chim sơn ca nói, tôi không sợ. Nếu cô muốn có một đóa hoa hồng đỏ, cái cây nói, cô phải tạo ra nó dưới tiếng nhạc trong ánh trăng sáng, và cô phải nhuộm màu cho nó bằng máu trái tim cô. Cô phải hót cho tôi nghe bằng lòng ngực bị đâm gai nhọn. Cả đêm cô phải hót cho tôi nghe, và gai nhọn phải đâm sâu vào tim cô, và máu đời cô phải chảy vào huyết quản tôi, trở thành máu của tôi. Chết là một giá đắt phải trả cho một đóa hoa hồng đỏ, chim sơn ca kêu lên, và cuộc sống quá cần thiết cho mọi vật. Thật vui khi ngồi trên cây xanh và nhìn mặt trời đánh cổ xe vàng, rồi mặt trăng đánh cổ xe ngọc trai, ngọt ngào sau mùi hương của cây táo gai, và ngọt ngào sau hoa cúc xanh ẩn trong thung lũng, và cây thạch nam trổ qua trên đỉnh đồi. Nhưng tình yêu còn tuyệt hơn sự sống, và trái tim của một con chim có gì đã so sánh với trái tim của con người. Cho nên nàng sải đôi cánh nâu bay đi và vút lên không. Nàng khóc trong khu vườn như một cây nấm, và như một cái bóng nàng bay qua tán lá. Chàng sinh viên trẻ còn nằm dài trên bãi cỏ nơi nàng đã rời chàng, và nước mắt còn chưa khô trên đôi mắt của chàng. Hãy hạnh phúc, chim sơn ca kêu lên, hãy hạnh phúc, anh sẽ có một hoa hồng đó. Em sẽ tạo ra hoa bằng tiếng hát đêm trăng thanh, và nhuộm hoa bằng chính trái tim mình. Điều em yêu cầu anh rằng, anh hãy là một tình lang chân thành, vì tình yêu còn khôn ngoan hơn triết học, dù triết học rất khôn ngoan, và mạnh hơn quyền lực, dù quyền lực rất mạnh. Đỏ thắm là màu đôi cánh tình yêu, và đỏ thắm là cả thân hình nó. Môi tình yêu ngọt ngào như mặt còn hơi thở tình, như hương trầm châu Phi. Chàng sinh viên từ bãi cỏ nhìn lên và lắng nghe, nhưng chàng không hiểu chim sơn ca đang nói gì với chàng, vì chàng chỉ biết những điều được viết trong sách vở. Nhưng cây sồi hiểu và thấy buồn, vì chàng rất say mê sơn ca nhỏ đã xây tổ trên nhánh cây. Hãy hát cho ta nghe một bài ca cuối cùng, chàng thì thầm, ta sẽ thấy rất cô đơn khi em ra đi. Cho nên chim sơn ca hát cho cây sồi nghe, và giọng của nàng như dòng nước sủi bọt từ chiếc bình bằng bạc. Khi nàng chấm dứt bài hát, thì chàng sinh viên đứng dậy và lấy một quyển sổ và cây bút chì ra khỏi túi mình. Nàng sơn ca được tạo ra, chàng tự nhủ khi chàng bước qua tán lá, khiến mình không thể từ chối nàng. Nhưng nàng có cảm nhận được không? Mình sợ là không. Thật ra, nàng cũng giống như hầu hết nghệ sĩ. Nàng có đủ phong cách mà không có chút lòng chân thành nào.
Nàng không thể hy sinh chính mình cho người khác. Nàng chỉ nghĩ về âm nhạc. Và ai cũng biết rằng nghệ thuật thì ích kỷ. Giả lại phải chấp nhận rằng nàng có một vài nốt nhạc hay trong giọng hát. Thật đáng thương khi nó không có nghĩa gì hết, hoặc không có giá trị thực tế nào. Và chàng vào phòng nằm dài trên chiếc giường nhỏ và bắt đầu nghĩ về người yêu của mình. Sau một lúc, chàng ngủ thiếp đi. Và khi trăng sáng trên bầu trời, chim sơn ca bay đến cây hoa hồng và cho gai đâm xuyên ngực mình. Suốt đêm nàng hát với bầu ngực có gai nhọn xuyên qua, và dần trăng pha lê lạnh nghiêng xuống lắng nghe. Suốt cả đêm nàng hát và gai nhọn dường như đâm sâu hơn nữa vào ngực nàng, và máu đời nàng cạn dần. Đầu tiên nàng hát về tình yêu sinh ra trong trái tim một chàng trai và một cô gái, và trên đỉnh cao của cây hoa hồng nở ra một đóa hồng tuyệt vời. Từng cánh, như bài hát này nối tiếp bài hát khác. Ban đầu chúng nhợt nhạt vì sương mù lơ lửng trên sông, nhạt như bước chân sớm mai và bàn bạc như đôi cánh rạng đông, như bông hoa hồng trong gương bạc, như bông hoa hồng trong bể nước, là hoa hồng đang nở trên ngọn cây. Nhưng cây cây hét gọi chim sơn ca áp chặt hơn vào gai nhọn, áp chặt hơn nữa. Sơn ca nhỏ ơi, cây cây kêu lên, bằng công ngài sẽ đến trước khi hoa hồng nở xong. Cho nên chim sơn ca ấn sâu hơn vào gai nhọn và hát càng lúc càng lớn hơn, vì tiếng hát, vì tình đắm say sinh ra trong tâm hồn một người đàn ông và cô thiếu nữ của chàng. Và sắc hồng đến trên cánh hoa hồng như sắc hồng trên má cô dâu khi chàng hôn đôi môi nàng. Nhưng gai nhọn còn chưa đâm sâu vào tim, cho nên màu đỏ của tim hoa hồng vẫn còn trắng. Chỉ có màu tim của một con chim sơn ca mới có thể nhuộm màu con tim hoa hồng. Và cái cây hét lên với chim sơn ca, ấn sâu hơn nữa vào gai nhọn, ấn sâu hơn nữa chim sơn ca bé nhỏ. Cây hét lên, hoặc ngài sẽ đến trước khi hoa hồng nở xong. Cho nên chim sơn ca ấn sâu hơn vào gai nhọn, và gai nhọn chạm vào tim nàng, và một cơn đau khiến nàng tê tái. Cay đắng hơn nữa cơn đau, lan xa hơn bài hát của nàng. Cho máu của tình yêu được cái chết tạo ra hoàn hảo, vì tình yêu mà chết trong mộ địa. Và hoa hồng tuyệt vời đã có màu đỏ thắm như hoa hồng của bầu trời phương đông, đỏ thắm vòng cánh hoa và đỏ thắm như hồng ngọc trong tim hoa. Nhưng giọng hát của chim sơn ca càng lúc càng yếu hơn, và đôi cánh nhỏ của nàng bắt đầu vỗ, và một màn đục phủ trên mắt nàng. Yếu dần bài hát của nàng, và nàng cảm thấy điều gì đó nghẹn tắc trong cổ họng. Rồi nàng chờ một bản nhạc cuối cùng. Dần trăng nghe được, và trăng quên rạng đông, và nấn ná lại trên bầu trời. Hoa hồng đỏ nghe bài ca và run rẩy toàn thân trong mê ly, và nó bừng cánh hoa trong sương mai lạnh giá. Dư âm từ hang sâu lên đỉnh đồi và đánh thức người chăn cù đang ngủ say ra khỏi giấc mộng. Tiếng hát bồng bềnh xuyên qua lau sậy trên sông và chờ thông điệp ra biển khơi. Nhìn kia, cái cây hét lên, hoa hồng đã nở xong rồi. Nhưng chim sơn ca không trả lời nữa, vì nàng đã nằm xuống trên cỏ và gai nhọn trong tim. Và đến trưa, chàng sinh viên mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Sao? Thật là vô cùng may mắn. Chàng kêu lên, đây là một đóa hoa hồng đỏ. Mình chưa thấy một hoa hồng nào mà như vậy trong đời. Nó đẹp đến nỗi mình nghĩ rằng nó phải có một cái tên Latin thật dài. Và chàng cúi xuống, rồi hái hoa, rồi chàng đội nó, rồi chàng chạy đến nhà giáo sư với một đóa hồng trong tay. Con gái của giáo sư đang ngồi trên ô cửa, cuộn tơ xanh và cuộn chỉ. Còn chú chó của nàng nằm bên chân nàng. Em nói rằng em sẽ khiêu vũ với anh nếu anh mang đến cho em một đóa hoa hồng đỏ. Chàng sinh viên kêu lên,
đây là đóa hoa hồng đỏ thắm nhất trên thế giới. Em sẽ cài nó lên áo gần trái tim em. Và vì chúng ta sẽ cùng khiêu vũ thì hoa sẽ nói rằng anh yêu em biết bao nhiêu. Nhưng cô gái cao mày, em sợ rằng hoa sẽ không hợp với chiếc áo của em. Nàng trả lời, và bên cạnh đó, cháu của quan trấn thủ đã gửi đến vài món nữ trang thật sự. Và mọi người đều biết rằng nữ trang đắt giá hơn hoa. Được, theo anh, em thật vô ơn. Chàng sinh viên giận dữ nói, và chàng ném hoa hồng ra đường. Nó rơi đến ống cấm và một bánh xe hơi đã cán lên hoa. Vô ơn, cô gái nói, em nói cho anh biết rằng anh quá khắt khe. Và sau tất cả, anh là ai kia chứ? Chỉ là một sinh viên. Tại sao em không tin anh có khóa bạc trên dài như cháu của quan trấn thủ có? Và nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi vào nhà. Tình ta thật ngu ngốc, chàng sinh viên nói khi bỏ đi. Không có ít phần nữa môn nô xích, vì nó không chứng tỏ được điều gì, và nó luôn nói về một trong những điều không thể xảy ra và làm cho người ta tin những điều không có thật. Thật ra thật không thực tế, và đã đến tuổi chuyện gì cũng phải thực tế. Ta phải về với triết học và học về siêu hình học. Cho nên chàng quay về phòng, lấy một quyển sách đầy bụi và bắt đầu đọc.